Thu Hiền TV. Bà đây, nhìn bà ấy ăn mình như bị bỏ đói. Của tôi đâu? À, của ông đây. Vô. Đưa tôi ăn nữa chứ. Ok. Gà rán của tôi. Ôi trời ạ. Không biết đâu, mau trả lại gà rán cho tôi. Ngon thật đấy. Tại lớp học. Trời ơi, đói thế này sức đâu mà học chứ. Cũng may sáng mình đem theo cái bánh này. Hoàng này, ông là người bạn tốt bụng chu đáo nhất tôi từng gặp. Cho tôi xin một miếng nha. Không, một miếng thôi. Một miếng thôi đây. Không. Như đã hứa, một miếng. Bye bye. Bình tĩnh, bình tĩnh. Quay lại đây. Chuyện như cơm bữa rồi, số ông đen thôi. Phải trị thật tham ăn của cái ăn thôi. Không thì chết đói. Có khi nào nó bị ma lợn nhập không? Ma lợn? Chúng ta phải trừ ma thôi. Ăn hai cái bánh mì rồi mà vẫn đói. Còn tôi ăn cái bánh mì không hết vẫn còn trên bàn. Cái gì? Bánh mì tôi ăn không hết. Không, câu sao? Tôi để trên bàn. Hello. Bánh mì đây rồi. Wow. Cay quá, cay quá. Sao thế nhỉ? Bảo sao? Vui thật đấy. À, bắt quả tang ông rồi nha. Tôi, miếng ớt trong bánh mì hôm trước là ông làm đúng không? Ông đoán xem. Ông làm thế có ác với cái ăn quá không? Muốn trị tận tham ăn của cái ăn phải dùng biện pháp mạnh. Tôi biết rồi. Ủa? Gà rán lại có thêm tương cà. Ăn vào phải gọi là hết nước chấm. Nghĩ thôi đã thấy ngon rồi. Nhưng mà phải có đồ uống nữa. Đi lấy thôi. À, trông ngon quá. Thấy An đã trúng kế, Lộc và Hoàng vô cùng đắc ý. Sau vụ hôm qua, tôi tin chắc cái An đã bỏ được tật tham ăn rồi. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Hay là thử thêm lần nữa. Khoan, ông đối xử với bạn bè như thế mà được à? Phải dùng cái này này. Phải dùng cái này này. Hoàng và Lộc hí hửng bắt đầu kế hoạch của họ. Hình như mình béo lên rồi. Mà thôi kệ, ăn đã. Cái gì mà thơm thế nhỉ? Wow. Bánh bao thơm ngon nóng hổi. Vừa thổi vừa ăn đi. Bạn đi. Bánh bao. Ý. Nhưng mà ở đâu ra đấy? À thì ông Lộc làm đấy. Không phải tôi. Bạn làm tặng bà đấy. Ông đừng chối nữa. Là Lộc làm đấy. Trong lúc Hoàng và Lộc đang đùn đẩy cho nhau thì An cũng đã ăn gần hết chiếc bánh bao trong tay mình. Vị thế nào? Vị hơi lạ, nhưng mà ngon. Hả? Thật, thật là khủng khiếp. Một tuần sau. Một tuần rồi không thấy An nhờ. Ừ đấy. An ơi, chúng tôi mang quà đến cho bà này. Hai ông đi về đi. Bọn tôi mang bim bim bà thích đến đây này. Bà dậy đi. Không, tôi không muốn gặp ai. Các ông làm gì vậy?
mà bà thay đổi nhiều vậy? Thì ra đây là lý do bà nghỉ cả tuần đấy à? Giá mà tôi đừng tham ăn thì sẽ không béo phì. Ra đường ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Bây giờ tôi không dám đi học đâu. Thôi được rồi, bọn tôi sẽ giúp bà. Có thật không? Ừ. Để An có thêm động lực, Hoàng và Lộc đồng hành cùng cô bạn của mình trong các bài tập thể dục, rèn luyện cơ thể. Mệt quá. Wow. Không được, bà muốn béo hơn à? Nào, bà phải kiên trì chứ. Nhưng mà tôi thèm gà rán lắm. Bà có muốn giảm cân nữa không? Có. Phải thế chứ. Cố lên. Một tháng sau. An ơi, đi học thôi. Chào hai ông. Bà trở lại như xưa rồi này. Cảm ơn hai ông đã không bỏ mặc tôi. Chúng mình là bạn mà. Tôi hứa từ nay sẽ bỏ tật ăn tham. Đúng vậy. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Đi học thôi. Đi thôi. Chuyện bạn cần làm trong cuộc sống này không phải là vượt lên người khác. Vượt lên chính mình mới là điều quan trọng nhất. Hãy thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Bởi cách bạn đối đãi với bản thân chính là cách bạn cho phép người khác đối xử với mình. Đứng lại. Anh lại, tránh ra cho tôi đi. Khoan, chú em cho anh xin ít tiền rồi anh tránh. Tôi không có tiền. Chú em định lừa con nít 3 tuổi à? Nhìn như này mà kêu không có tiền. Tôi không có thật mà. Có đưa không? Ây ừ. Dừng lại. Cô em định làm mỹ nhân cứu anh hùng à? Wow. Được lắm. Ông đây phải cho ngươi một bài học nhớ đời. Dạ. Đồ hống hách, cho chừa cái tội cướp giật đi nhé. Tôi sai rồi, tha cho tôi đi mà. Biết đi. Anh có sao không? Tôi không sao, cảm ơn cô nha. Không sao là tốt rồi, tôi đi trước đây. Thôi chết. Tại phòng làm việc của Dũng. Sếp ơi, ký giúp em bộ hồ sơ này với. Cậu đưa tôi. Này, cậu tìm ngay cho tôi một vệ sĩ nhé. Sếp tìm vệ sĩ làm gì vậy? Để bảo vệ tôi. Chứ này ra đường tôi vừa gặp cướp. Ôi trời, anh có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Cậu bình tĩnh đi, tôi không sao. Vậy để em đi tuyển ngay ạ. Tại nhà Trang. Ủa, tin gì đây? Tuyển dụng vệ sĩ. Công việc này hay đó, mình phải ứng tuyển ngay thôi. Ngày hôm sau, Trang hào hứng cầm theo hồ sơ đi ứng tuyển. Không ngờ lại có nhiều đối thủ thế này. Em là con gái mà cũng đến ứng tuyển làm vệ sĩ à? Dạ vâng. Chào các bạn. Em chào anh. Vị trí này chỉ tuyển nam thôi. Em về đi, tôi rất tiếc. Hãy cho em một cơ hội để chứng minh mình đủ tiêu chuẩn để tiếp nhận công việc này. Thôi được rồi, nếu bây giờ em vật tay thắng hai người này thì em sẽ được nhận. Được, em chấp nhận thử thách. Em chắc chứ? Đau quá. Dừng lại, tôi chấp nhận thua. Tôi cũng xin thua. Em được nhận, mai đi làm luôn. Em vào đây. Thưa sếp, em dẫn vệ sĩ mới tuyển đến ạ. Cô ấy tên là Trang. Hả? Là anh cô sao? Ủa, hai người quen nhau à? Cô ấy chính là người cứu tôi khỏi tên cướp đấy. Vâng, vậy hai người nói chuyện với nhau nhé. Em ra ngoài trước. Mời cô ngồi. Cô uống nước đi. Vâng. Tôi nói kỹ hơn về công việc của cô nhé.
Trao đổi công việc xong, hai người ngồi nói những câu chuyện bên lề khá vui vẻ. Ê, cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Sao cô không về à? Tôi phải bảo vệ anh 24/7. Vậy cô đi nấu cơm xong dọn dẹp nhà giúp tôi nhé. Tôi ứng tuyển làm vệ sĩ chứ không phải bảo mẫu. Thì nấu ăn với dọn dẹp nhà cũng là để bảo vệ mà. Chứ nếu tôi đói ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao? Thôi được. Với những lời nói đầy thuyết phục của Dũng, Trang đành phải đi nấu ăn, dù trong lòng cô không tình nguyện chút nào. Những món ăn hấp dẫn lần lượt được Trang bày biện ra bàn ăn. Còn món nữa là xong. Một lúc sau. Có cơm tối chưa Trang ơi? Ủa, cô ấy ngủ rồi. Chắc do mệt quá đây mà. Tính ra cô ấy cũng dễ thương đấy chứ. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Tôi đói rồi. Chúc anh ăn ngon miệng. Trang, cô ngồi ăn cùng tôi nhé. Thôi, tôi về nhà ăn cũng được. Trang, cô ở lại đi nha. Vâng ạ. Cô ăn đi, đừng ngại nhé. Dạ vâng. Một thời gian sau. Trời ạ, ngày nghỉ cũng không được yên nữa. Alo. Trang ơi, cứu tôi. Trang nghe xong thì ngay lập tức bật dậy thay quần áo rồi đến nhà của Dũng. Anh Dũng, anh đâu rồi? Anh Dũng ơi. Anh ở đây. Anh Dũng. Trang, anh thích em, làm người yêu anh nhé. Em đồng ý ạ. Yeah, anh hạnh phúc quá. Em cũng vậy. Gặp gỡ là chữ duyên và đi qua cuộc đời nhau là định mệnh sắp đặt. Cho dù khoảng cách giữa chúng ta là 1.000 bước, chỉ cần em bước một bước, 999 bước còn lại anh sẽ chạy đến cùng em. Alo, anh Cường đến rồi, đợi anh chút nha. Tránh đường. Ui da, cái lưng của tôi. À ha, đau quá. Cậu có mắt không? Đi không nhìn được à? Nhìn cái đầu anh mà nhìn. Chó mèo đi qua đường còn biết nhìn, nguyên con lợn như anh đi qua đường mà không biết nhìn à? Cậu vừa nói ai là đồ con lợn thì làm sao? Cậu lại dám khiêu khích tôi hả? Tôi không sợ cậu đâu. Nào, nhào vô. Anh thích thì tôi chịu. Đến đây, đến đây. Cả hai tức giận, cứ thế lao vào cãi nhau, chẳng ai chịu nhường ai cả. Chắc là anh ấy. Trang. Anh đến rồi, mau vào nhà đi. Anh mặc thế này đã được chưa nhỉ? Được rồi, hôm nay có anh trai của em ở nhà thôi, anh đừng lo lắng nhé. Vậy à? Dẫn bạn trai về ra mắt ạ. Em chào. Cậu, anh. What? Thôi xong. Anh là anh trai của Trang hả? Hai người quen nhau à? Quen chứ. Hưng tức giận nhấc bình nước định ném về phía Dũng. Thấy vậy Dũng sợ hãi bỏ chạy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Từ đây tránh xa em gái ông ra, biết chưa? Ngày hôm sau, Trang lén lút ra ngoài gặp Dũng. Sao anh đụng ai không đụng, đụng trúng anh trai em thế? Anh có muốn thế đâu. Anh trai em từ xưa đã nổi tiếng là thù dai rồi. Làm sao bây giờ? Em đừng lo, vì yêu em, anh sẽ cố gắng. Vâng ạ. Cố lên nào. Dũng tự tin bấm chuông cửa nhà Trang, thì lúc này một thanh niên lạ mặt từ phía sau bước tới. Cả hai đưa ánh mắt dò xét về phía nhau. À, anh rể. Anh ơi, em có chút quà quê biếu anh ạ. Hả? Quà của mình? Nhưng mà tôi chưa có nhận cậu là em rể đâu đấy. May quá, vẫn còn cơ hội. Anh ạ. Cậu đến đây làm gì? Anh cho em xin lỗi chuyện lần trước nhé. Em có ít hoa quả biếu anh ạ. Anh đừng uống rượu, ăn hoa quả mới tốt. Anh nhận của em đi ạ. Thôi thôi,
anh ấy không chấp nhận lời xin lỗi của cậu đâu. Anh cầm đi ạ. Không, anh phải nhận của em. Dừng, giờ tôi đi có việc, hai cậu về đi. Kìa anh, kìa anh. Tại cậu đi. Anh ơi, lên xe em chở đi cho nhanh. Anh ra đây với em. Lạnh thế này, anh phải đi xe em cho ấm. Mời anh ạ. Thế này mới xứng đáng làm em rể tôi chứ. Anh lên xe đi. Tức thật đây. Đến nhà em rồi. Thôi chết. Anh à, tôi đã bảo cậu tránh xa em gái tôi ra cơ mà. Anh thật là quá đáng. Con bé này. Thôi anh bớt giận, có gì bình tĩnh giải quyết. Buông con bé ra. Trang, vào nhà cho anh. Em ghét anh. Cậu nhìn người ta đi, đẹp trai, giàu có. Anh, cậu ta sao đẹp trai bằng em được? What? Giàu có là đẹp trai rồi, thắc mắc cái gì? Từ nay, cậu ấy là em rể của tôi. Còn cậu? Bước. Đi đi chứ, kẻ thua cuộc. Thôi, anh em mình vào nhà làm vài chai anh nhỉ? Được. Anh là anh rất quý chú. Nếu anh đã nói vậy thì em cũng nói thẳng ra cho cái bản mặt anh biết là em cũng rất quý anh. Hưng và Khang loạn choạng đi tiếp thì không may va phải hai thanh niên ở phía đối diện. Ồ, sao lại có con rồng ở đây nhỉ? Rõ ràng là con rắn mà anh. Hai đứa kia đụng vào người khác mà không xin lỗi à? Xin lỗi à? Không xin lỗi này. Các người đụng nhầm người rồi. Khang ơi, mau lên giúp anh với. Tầm này anh em gì nữa, các anh cứ tự nhiên ạ. Em xin phép. Khang, đừng mà. Ôi trời, kia chẳng phải là anh trai của Trang sao? Anh ấy đang gặp nguy hiểm, mình phải giúp anh ấy. Dừng tay lại. Hai người thôi đi, tôi hét lên bây giờ đó. Giữ đi. Anh có sao không ạ? Tôi không sao. Cảm ơn cậu nhé. Tôi đã nhìn nhầm người. Từ nay tôi sẽ không ngăn cản cậu đến với Trang nữa. Thật à? Ừ. Yeah. Thôi đi về nào. Đi anh. Vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ không ngờ. Bởi vì lòng người thâm sâu hơn biển cả. Hãy để thời gian vạch trần những lời dối trá đẹp đẽ cho bạn biết tình cảm thật giả. Chán thật đấy. Ôi trời. Anh gì ơi, anh làm rơi đồ này. Anh gì ơi. Anh ta đi mất rồi. Ồ, là chiếc đèn pin này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thử lại nào. Wow, mình không hề nhìn nhầm. Lại một lần nữa. Thần kỳ thật đấy. Khang gặp các bạn của mình rồi hào hứng kể lại. Chuyện là thế đấy. Cậu lại xạo rồi. Cậu xem Doraemon quá 180 phút rồi đấy. Làm gì có chiếc đèn nào như vậy. Các cậu không tin chứ gì? Tớ sẽ chứng minh cho các cậu thấy. Hãy xem đây. Wow. Giờ hai cậu đã tin. Ủa. Wow. Không ngờ trên đời lại có chiếc đèn pin thần kỳ như thế này. Tuyệt thật đó. Cho tớ xin lại nha. Chiếc đèn này thú vị thật. Tớ đã nói rồi mà. Nào nào. Tớ có ý này, các cậu nghe xong có được không? Ý gì? Khang bắt đầu nói về ý tưởng của mình. Ý kiến hay đấy. Nhất định chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người. Đi nào. Nhắc cậu. Hướng này. Ba người bạn nhìn trước ngó sau, rồi tiến về phía trước một cách thận trọng. Ôi!
sao cậu dừng lại thế? Chúng mình có làm gì sai đâu, sao phải lén lút vậy? Ừ nha. Đi thôi. Dứt lời, ba người bạn tự tin bước về phía trước. Họ nhìn xung quanh để tìm kiếm người cần được giúp đỡ. Ủa, sao ở đây không có ai vậy? Kiếm ai để giúp đỡ bây giờ? Tớ cũng chẳng thấy ai. Tớ cũng vậy. Đi nào. Ê, các cậu nhìn kìa, qua đó thôi. Hello. Hey, hey. Này anh bạn. Ờ. Cậu gì ơi, cậu sao thế? Dũng buồn bã nhớ lại. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới, cậu chăm chỉ ôn bài vở mà quên cả giờ giấc. Cuối cùng cũng xong. Mình phải đi nghỉ một lát đã. Ôi trời ạ, chói mắt quá. Trời sáng mất rồi. Thế này thì làm sao mà ngủ được chứ? Chuyện là như vậy đấy. À, cậu cầm chiếc đèn này đi. Tớ không ngủ được mà cậu đưa đèn cho tớ là sao? Cậu cứ đem về để ở bàn học, rồi bật chiếu vào giường thì cậu sẽ biết liền. Ừ, tớ sẽ thử. Ngày hôm sau. Tớ cảm ơn các cậu nhé. Dũng nhớ lại. Ủa, sao căn phòng lại tối thế này? Thần kỳ thật đấy, mình có thể ngủ thoải mái rồi. Trả cậu này, tớ có việc đi trước nha. Tạm biệt. Khang và các bạn tiếp tục trò chuyện với nhau mà không hề hay biết gần đó có một kẻ đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện của họ. Các cháu ơi, các cháu có thể cho ta mượn chiếc đèn này được không? Dạ được ạ. À, nhưng mà chú mượn đèn của bọn cháu để làm gì vậy ạ? À, thì để ăn trộm chứ làm gì. Trộm phải làm sao đây? Phải chẳng tìm được đồ gì đáng giá cả. Sao? Hả? Cảnh sát, ngươi đã bị bắt. Anh tha cho em ạ. À, vào thôi. Chú ơi, chính hắn đã uy hiếp chúng cháu, giúp hắn vào đây ăn trộm đó ạ. À, các cháu lần sau không được tiếp tay cho kẻ xấu mà phải báo ngay cho cảnh sát, rõ chưa? Dạ vâng ạ. Chán quá, hai cậu tìm gì chơi đi. Chơi gì vậy? À, hay là chúng ta cắm trại đêm đi. Cắm trại đêm? Sáng thế này làm sao cắm trại đêm được? Chẳng phải chúng ta có cái đèn này sao? Vậy thì về lấy đồ thôi. Sau đó, Khang và các bạn của mình mang đồ đạc ra một bãi đất trống, mỗi người một việc. Nhờ có chiếc đèn pin kỳ diệu, một khoảng không gian tối bao trùm khiến buổi cắm trại thêm trọn vẹn. Được rồi. Vô. Cắm trại vui vẻ. Cuộc sống có muôn vàn điều kỳ diệu, bên cạnh những điều tốt đẹp, hạnh phúc còn đầy rẫy những thử thách bất ngờ xảy đến với mỗi người. Đó đều là phép thử để chúng ta rèn luyện lòng dũng cảm và ý chí của chính mình. Trời ơi, tí thì vào rồi. Tú ơi. Hả? Ai vậy nhờ? Hello. Rút đi. Trời ơi, chúng mày đến đây làm gì? Ai đến về hả Tú? Chúng cháu à. Ừ, các cháu ngồi đi, ngồi đi. Tú, con đây ạ. À, đứng đây làm gì, vào gọt hoa quả cho các bạn ăn đi. Ê. Ê. Các cháu uống nước đi. Cháu xin ạ. À, tình hình học tập của Tú ở lớp thế nào các cháu? Ôi da. À, Tú sao đây? À, trượt chân. Con phải trả cái, hậu đậu, không được cái việc gì cả. Tú ở lớp có nghịch ngợm chơi bời gì không các cháu? À, à,
Dạ thưa bác, Tú dạo này ở trên lớp rất là... Bạn Tú à... Rất là... Là con ngoan trò giỏi bác ạ. À, không những thế, Tú còn là học sinh ưu tú nhất lớp cơ. Đúng rồi đấy bác ạ. À, good job bạn ơi. Vậy bác mừng quá cơ. Mấy đứa ở lại ăn cơm với bác nha. À, dạ thôi, bọn cháu ngại lắm. Để dịp khác ạ. À, thôi bố ơi, bố để các bạn ấy về, bố mẹ các bạn ấy mong mà. Lại lâu châu. Thì còn ý kiến vậy. Thôi, các cháu ngồi đây chơi nha. Bác chạy u ra chợ mua thức ăn. Dạ vâng, bác đi ạ. À, ăn nữa đi này, ăn đi. Thằng này, sao mày ăn than thế? Cho tao ăn với. Tủ lạnh gì mà cao thế? Mày ra ngoài ngay cho tao. Thả tao ra. À, mày làm cái gì vậy hả Tú? Con này nặng quá, đi ra chỗ khác. Chúng mày ăn thế đủ chưa? Về ngay đi, không tao gặp rắc rối lớn đấy rồi. Ui, lại còn nhẹ vỏ ra đây. Chết mất thôi, chết mất thôi. Thì kệ mày chứ, bọn tao chả liên quan. Mà, bác mời tụi tao ở lại ăn cơm rồi đấy. Mày đừng có mà lật lọng nghe chưa? Đúng, đừng có mà lật lọng. Thế tiền, mày hứa bịt miệng bọn tao đâu. Giao ra đây. Không nha, lát nữa bác quan về tao. Biết. Chúng mày, thì ra chúng mày chọn cái chết. Con về không thì bảo. Bọn tao lại sợ quá cơ. Sao, thích gì? Giỏi thì nhào vô. Chấp mày một tay luôn. Tình ý đồng hiếp yếu à. Chúng mày lên trước đi. Mày lên đi, mày lên đi. Chúng mày biết tao là ai không? Đừng tưởng chúng mày đông mà tao sợ nha. Giỏi thì nhào vô đi, nhào vô. Bác về rồi đây. À, bố về. Chúng mày làm gì đây? Làm sao mà? Bác về rồi ạ. Ừ, các cháu đang học bài đấy ạ. À, con chào bố ạ. À, nhìn con nhà người ta mà học tập kia. Mày chả được cái công trạng gì cả. Đi vào nấu cơm. Con chúng mày cứ đợi đây. Lêu 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 lêu. Còn đứng đấy làm gì hả? Dạ vâng ạ. Việc cơm nước nặng nhọc thế này bác cứ để cháu làm cho. Nhưng mà. Đúng rồi đó bác. Bác cứ ngồi đây nghỉ ngơi, để bọn cháu làm. Bác chỉ việc uống nước thôi. Các cháu đúng là ngoan thật đấy. Ước gì thằng Tú nhà bác cũng được một nửa các cháu. Bác đừng nói thế, Tú cũng là một người có trách nhiệm mà bác. A few moments later. Các cháu giỏi quá, đã biết luộc trứng với luộc rau cơ à. Bác quá khen ạ. À, trời ơi, cứ tưởng nấu được món sơn hào hải vị gì. Luộc trứng, luộc rau. Còn mày thì đến nấu hãm tôm cũng không biết. Ở đây mà chơi bạn. Yeah. Thôi, ăn đi các cháu, cứ tự nhiên như ở nhà nha. Ơ à. Ơ à, gì mà ơ à? Miếng này của tao, của tao. Bọn này gấp nhanh thế nhỉ. Thôi, hút canh vậy. Hả? Nhìn thằng Tú kìa. Mày là lớn đầu thai hả Tú? Đâu ạ? À, ăn uống cho đàng hoàng không? Vâng, vâng ạ. À, trông nó buồn cười quá. Ăn xong rồi thì đi về đi. Chào tạm biệt chúng mày, không hẹn gặp lại nha. Các cháu về à, không ở lại ăn tối với bác. Dạ bọn cháu cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng mà sợ làm phiền Tú và bác ạ. À, thôi bác ạ, à, dù sao bọn cháu cũng là người ngoài nên ở đây lâu không tiện ạ. À, bọn này lại có âm mưu gì đây nhờ. Nghỉ hè rồi nên mấy đứa cứ đến chơi với thằng Tú. Không được đâu bố ơi, con bận lắm. Cái gì cơ? Bác cứ yên tâm, ngày nào bọn cháu cũng đến ạ. À, ngày nào cũng đến ạ. À, chắc nó sốc quá đi. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Ơ, à, phanh, phanh xe sao thế này? Đúng là su cà na mà. Đâu ra cái cục gạch này cơ chứ. Xe cũng hỏng luôn rồi. Chết tiệt. À, ôi mẹ ơi. Vừa mới yêu đời có tí mà tuột hết cả cảm xúc. Chắc chắn hôm nay bước nhầm chân trái ra đường rồi.
đi mơ. Sao ông trời lại nỡ bất công với mình như vậy chứ? Anh Tú, có chuyện gì đấy? Anh với Hiền chia tay rồi. Cô giáo chuyển Hiền lên bàn trên rồi. Bao nhiêu ngày không sao, lại chọn đúng ngày anh đâm vào cục gạch hỏng xe nữa chứ. Ui, em thương em thương. Một người thân thương nhiều thế, rồi cùng hai người dơ. Em làm sao mà cảm nhận được hương vị tình yêu? Anh đâu ở đây này? Khổ thân ghê gớm. Mẹ ơi, anh Tú có người yêu rồi nè mẹ. Người yêu? Mẹ, con. Mình lớn rồi nên đo được to hơn đúng không Tú? Mẹ nói chị có chuẩn. Này, thì yêu cái đứa này. Ba, mẹ tha cho con. Mẹ nói mẹ thương mình, mà lại đánh mình như thế, mà là yêu à? Thế là ghét mình rồi. Chết cha, bị quấn chặt quá. Quấn à? À mà khoan, quấn à? Quấn à? À, mình có cách rồi. Mẹ đây rồi. Nào, để chân lên đây đã. Ôi trời ơi, đau quá mẹ ơi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Con trai, chân con làm sao vậy? Mẹ ơi, con bị ngã bông gân rồi. Khổ thân con trai của mẹ, đau lắm hả con? Vâng, đau lắm ạ. Đau đến mức con không làm gì được luôn ấy. Chắc con chỉ ngồi một chỗ được thôi. Hạnh ơi. Ai gọi Hạnh đó, có Hạnh đây. Ủa gì vậy? Anh con bị đau chân, từ nay việc nhà do con phụ trách nhé. À, nhưng mà chân anh đau lắm đấy. Không hề giả trân đâu. Đau quá. Anh được lắm. Một lúc sau. Chỗ kia vẫn còn bẩn kìa. Chỗ kia nữa. Cả chỗ này nữa nè. Bên này một chút. Chỗ này. Vì nghĩ Tú đau chân nên Hạnh miệt mài làm việc nhà theo sự chỉ đạo của Tú, mà không hề phản kháng lại như ba ngày khác. U lành trời. Mệt chết tôi rồi. Nobita, Suga mệt mỏi quá à. Chắc là cậu thấy mệt lắm hả? Đúng vậy. Mình thấy mệt lắm rồi. Hôm nay ăn ảnh ghê. Mình tranh thủ selfie mới được. Kia chẳng phải là anh Tú với chị Hiền sao? Sao chân của anh ấy không thấy băng bó nữa rồi? Ái chà, mình hiểu rồi. Muốn diễn à? Được lắm. Em chụp lại là bằng chứng. Ba mẹ anh từng nói yêu ai phải yêu xứng đôi vừa lứa. Giận cả mình. Cuối cùng cũng mò về nhà rồi đấy à. Chết rồi, không biết lộn chưa nhỉ? Ui da, đau quá ha. Này thì đau này. Ây da, à ha. Mày không nhớ anh bị đau chân à Hạnh? Mẹ ơi, mẹ ra mà xem. À, anh vừa đi đâu về? À, đi đâu á? Anh vừa đi ra ngoài kia mua lọ thuốc bôi chân mà nó hết mất rồi. Vẫn còn định giấu sao? Mày định làm gì anh đây? Nói dối. Anh định nói dối đến bao giờ hả? Em biết tổng là chân anh không có làm sao rồi. Em đã ghi lại hết bằng chứng rồi. Anh nhìn đi. Thôi toàn rồi. Mày theo dõi anh đấy à? Cái này mà đưa cho mẹ xem thì... Ôi trời ơi, xin là xin vĩnh biệt cô. Anh xin mày đừng có kể với mẹ. Khoan đã, khoan. Anh bảo mày chơi nét, được chưa? Được. Nhớ không được nói với mẹ đấy nha. Mấy trong cùng nha. Anh ơi, còn mấy không ạ? Còn đúng hai mấy đấy. À, vào đi. Nhanh lên, không hết mấy bây giờ. Rồi ạ. Sao nó chơi giỏi thế nhỉ? À, mình có cách này. Này Hạnh. Cái gì, em đang bận. Anh ra ngoài có tí việc, mày ngồi đây chơi tiếp đi nhé. Ok, anh đi đi. Alo mẹ ạ, mẹ đến ngay quán nét nhé. Cái Hạnh nó đang ngồi chơi đây này. Vâng, đúng rồi ạ, mẹ đến nhanh nha. Vâng vâng. Quả này thì chết nha. Con Hạnh đâu? Tú, nó đâu rồi? Nó đang bên trong đó, mẹ vào đi. Nó kia kìa mẹ. Lần này mẹ phải làm căng vào cho nó sợ mẹ. Đây. Đây. Cái gì đây? Nani? Là đề toán à? Mẹ làm gì ở đây?
À, mẹ... Con thương mẹ đi làm vất vả kiếm từng đồng tiền, nên con đến đây để ôn toán thêm đó ạ. Đâu có như ai kia, trốn việc nhà, giả vờ đau chân để đi chơi với người yêu đó mẹ. Con gái mẹ ngoan quá. Con thằng Tú. Ừ, con 36 kế chuột là thượng sách. Đứng lại ngay. 30 chưa phải là tết ngang trai. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn thôi. Ôi, cái gì thế? Hình như là... Cút ra khỏi phòng cho tôi mau. Ai? Đừng có thách đầy nha. Biết. Không phải đuổi. Tôi sợ gì mà không đi. Thật đáng sợ. Cút đi, cút đi. À, mẹ ơi, bình tĩnh mẹ ơi. Ờ, hay cái bọn này. Dạ, dạ. Cùng đứng đi nhìn nè, lại nhặt đi. Còn bị chả cái. Đúng là hổ báo đánh nhau rồi mũi chết mà. Thôi nhặt nhanh lên đi, đây là bữa cơm bất ổn. Ngứa cả mắt. Ngứa thì gái thôi. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ. Nào ăn đi con. Ăn thiệt đi con, một tuần chỉ được ăn 2 quả trứng thôi. Ăn 3 quả trứng cũng không chết được đâu. Ăn thiệt. Ăn trứng. Ăn thiệt. Ăn trứng. Con ăn. Con ăn hết. Khổ quá đi mà. Này, này. Ai khóc nổi đầu này. Tối hôm đó. Ai, buồn ngủ quá đi. Ui da. Dạ anh nè. Đêm hôm em làm cái gì đấy? Em đi uống nước. Bé cái mồm thôi. Mẹ cũng khó hiểu thật đấy. Thôi mà bố, bố nên nhớ, phụ nữ không bao giờ sai. Bố yên tâm, bọn con sẽ giúp bố. Đúng vậy. Thật còn. Bố phải mạnh mẽ lên. Ngày hôm sau. Cơm mẹ nấu ngon thật đấy. Con ăn xong rồi ạ. Bố, bố. Hả? À, ừ. Ê, 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 em cứ để anh, để anh. Em cứ ngồi đấy, anh rửa bát cho. À, Ôi trời ơi. Anh trượt chân. Bố ngốc thật đấy. Thôi, em lên nhà nghỉ ngơi đi. Trời ạ. Toàn rồi. Anh làm cái gì vậy hả? Vợ à, nghe anh giải thích. Có phải anh cố tình chọc tức tôi đúng không? Ai cần anh nhiệt tình hả? Anh muốn tôi tức chết mà. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi tài ơi, trả tôi tài ơi. Quả đi bố lành ít dữ nhiều rồi, mẹ đáng sợ quá. Ây da, dẹ tay thôi. À. Bố yên tâm, thua kèo này đã 7 kèo khác. Bố phải làm như này này. Bố nhớ chưa? Phải tâm lý, phải lãng mạn vào. Hiểu. À, đẩy. Thôi, để con trị thương cho bố tiếp. Sao lại lắm hoa hồng thế này? Bố con nhà nó lại bày trò gì đây? Em về rồi đây. Bà xã, em về rồi đấy à. Cành hồng này đẹp như em vậy. Hoan hô. Em cảm ơn ông xã. Còn đây là món quà chứa đựng tình cảm của anh. Xin gửi tặng bà xã. Cảm ơn anh. Cái gì? Găng tay ư? Hả? Thôi xong rồi. Đôi găng tay này. Anh chúc bà xã sẽ đảm đang việc nhà, lo cho bố con anh. Anh cũng muốn tôi tức chết như thế nào nữa. Này thì đảm đang này. Ôi ôi, bà xã. Mẹ ơi, bình tĩnh. Anh đứng lại. Nhanh vặn đi bố, chặt nữa vào. Thật chặt nữa.
mẹ xuống đây, mau vào vị trí. Hơi nhạt thì phải. Sao mà chặt thế này? Hiệp ơi, mẹ gọi rồi. Cái thằng Hiệp này đâu rồi không biết. Trời ạ, sao mà chặt thế này? Mở giùm tôi cái nắp chai. Phải thế chứ. Sao không bảo anh sớm? Chuyện nhỏ. Vâng, tôi cảm ơn. Cần gì thì cứ gọi anh nha. Oh yeah, thành công rồi. Bà xã, em không sao chứ? Anh... đau quá. Mày lau nhà kiểu gì để mẹ mày suýt ngã thế này? Không phải con có biết gì đâu. Để tí nữa anh cho nó một trận. Gì ạ? Thôi, em lên nhà nghỉ ngơi đi. Để đấy tí con nó làm cho, không lại mệt. Vì bố, mày chịu khó hy sinh tí đi. Làm sao? Bố nói bố mệt, bố không ăn. Ba mẹ con mình ăn thôi. Vậy thì ăn đi, ăn đi. Vừa nãy còn khỏe như trâu, sao giờ lại kêu mệt rồi? Lạnh quá. Bố lạnh à? Mẹ ơi, bố ốm rồi. Bảo sao bố không về ăn cơm? Ốm thật hay giả vờ đấy? Để mẹ xem nào. À, đây. Bố dạy uống thuốc đi cho khỏe. Mai bọn con đi học rồi là không ai chăm bố đâu. Thuốc thật à? Bố uống đi không mẹ biết. Để bọn con nắm bắp cho bố nha. Thôi, các con ra ngoài đi để mẹ chăm sóc cho bố. Vâng ạ. Ông xã, làm gì bây giờ đây? Ôi, vợ ơi, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi. Chỉ được cái lẻo mép. Ừ thì tha cho anh lần này đấy nhé. Hoan hô, mẹ tha thứ cho bố rồi. Yeah. Anh cảm ơn bà xã vì đã tha lỗi cho anh. Ba người, chúng ta thành công rồi. Thất bại, quá là thất bại. Sao, ông anh vẫn tán bà chị em đấy à? Ừ, đúng rồi, mày giúp anh đi, chắc chắn chỉ có mày mới giúp được thôi. Để em xem đã. Ôi trời ơi, xem thế này được chưa? Nhưng mà muốn thì vẫn có cách. Nếu thành công thì mày muốn gì anh cũng chịu. Anh dạy yên tâm, chuyện này cứ để em đẩy. Hứa rồi đấy nhá, cứ chờ tin em. Yeah, thế là có cơ hội rồi. Vậy là mình sắp có người yêu rồi. Đúng là phim của Bành Bành TV hay hết nước chấm. Yahoo. Chị, uống tà tưa đi nè. Úp, mày có lòng thì chị có dạ. Anh Hoàng mua cho chị đấy. Nó vừa nói cái gì cơ? Trả. Anh Hoàng anh ấy bảo ai uống là làm người yêu anh ấy đấy. Nè, tao có uống đâu. Nhưng vừa nãy chị nuốt hết rồi. Tưởng gì. Gì nữa vậy? Tao vẫn còn món tủ của tao nha. Ủa, gì vậy? Đúng là đã cái nư luôn. Ngon thế nha. Không được, phải tỉnh táo. Chị, đợi em với. Ôi dồi ôi, đâu rồi cơ chứ? Rõ ràng là hẹn ở đây rồi mà không thấy đâu là sao? Ơ, Trang, tặng cậu này.
Mình đã quy tiền đâu mà tặng cúc vàng với chả cúc trắng chứ. Cậu nhận đi. Chị mau nhận đi còn gì nữa. Người ta tặng mày hay tặng tao? Cậu làm bạn gái tớ nhé. Chúc mừng Chinh có người yêu nha. Ui, ông anh tôi lại xong rồi. Anh tự giải quyết đi nha. Trang Hoàng, cậu đi đâu đó? Cảm ơn cậu đã đến bên mình. Kìa, cậu đừng có ngại. Lần nào cũng lại mê. Cái thằng kia nhanh cái chân lên còn đi về. Ồ, chị ơi, mặt chị dính cái gì thế này? Đây, ở đây nữa này. Đấy, chị xem kỹ đi. Huy bận thế. Đúng là không ai có thể thông minh hơn mình. A few minutes later. Sao hôm nay lại xui thế nhỉ? Nặng thế. Mệt quá đi mơ. Cô lên, cô lên. Đã bảo là đồng ý anh Hoàng đi không chịu cơ. Xuống đẩy xe giúp chị nhanh lên. Nhanh lên. Thời khắc then chốt này mà còn ở đâu nữa chứ. Dừng, dừng lại. Trang, lên xe tới nè. Em trai, anh đi nha. Ơ kìa, còn em. Đợi em ơi, đừng bỏ em lại mà. Nè, đúng là nghiệp quật mình mà. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nha. Chuyện nhỏ thôi mà. À, tớ có món quà này tặng cậu này. Là gà. Chắc là món gà mình yêu thích đây rồi. Ôi, cái vị chua chua ngọt ngọt mang mát. Đã thấy lại còn giòn sừng sực. Trang, Trang. Mình xin lỗi, mình mãi nghỉ xíu. Tớ biết cậu thích ăn gà nhất. Trả cậu, không cần. Trang, cậu sao vậy? Chẳng nhẽ gà có vấn đề gì à? Ôi anh dài. Ui, anh ơi là anh. Người ta thích ăn chân gà xả tắc. Sai, quá sai rồi anh Dài à. Hóa ra là tặng nhầm á. Anh Dài có biết chị em thích chân gà như nào không? Hay, diễn hay quá đi mất. Mình thèm chân gà quá đi. Cái chân gà này vừa to vừa béo này. À, đau quá. Cứ nghĩ đến là lại sợ. Anh, em có cách này này, anh cứ làm như em nói, chắc chắn sẽ thành công. Hảo huynh đệ, ý kiến hay. Ăn đã đây. Cuối cùng thì mình cũng mua được món yêu thích của mình rồi. Người đang cầm cái gì đấy? Có ngon không? Không, không ngon đâu. Đừng hòng nói dối ta. Đưa đây. À, cướp. Có chuyện gì vậy Trang? Hắn cướp hộp chân gà của ta. Này, hiếp. Tao lấy về rồi đây, hoàn thành nhiệm vụ nha. Làm tốt lắm. Mở ra ăn đi nào. Wow, vừa được việc vừa được ăn chân gà free. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Đã cái nương luôn mày nhỉ. Này, hai đứa ăn, chừa phần anh ăn với chứ. Đúng là hết nước chấm. Hoàng ơi, cậu ở đâu? Tôi chết rồi, mau trốn đi. Hoàng ơi. Nằm xuống, mau lên. Hoàng. Bên kia, dừng tay lại. Hoàng, Hoàng. Cậu có sao không? Chết cha, phải nuốt hết đống chân gà này mới được. Cậu còn ổn chứ? Cậu đừng lo, tớ không sao. Hoàng, cậu làm sao thế? Mau tỉnh lại đi. Hoàng, có ai không? Cứu với, có ai không? Tranh thủ xử lý sạch đống chân gà này mới được. Có ai không? Cứu bạn cháu với. Yeah, chỗ này là của riêng tao với mày. Đi. Ngày hôm sau. Chị mau vào đây. Hôm nay mình cùng làm món chân gà xả tắc mà cậu thích nhé. Em đã cố gắng ngăn rồi mà anh Hoàng nhất quyết bảo làm mới thôi. Thôi, mình cùng làm nhé.
Đầu tiên không thể thiếu đó chính là chân gà rút xương. Tớ đã rửa sạch sẽ và luộc sẵn rồi này. Ờ, vậy à? Chân gà mình luộc xong rồi, tiếp theo mình sẽ pha nước sốt để ngâm gà. Ây da, đau quá. Cậu hướng dẫn đi để tớ làm cho. Đầu tiên mình sẽ cho 3 phần nước mắm, 2 phần giấm nữa, và 1 phần đường nha. Đã xong, bây giờ thì đặt lên bếp đun lên đúng không? Không, mình sẽ phải cho thêm nước vào nữa nhé. Giờ thì đặt lên bếp đun đến khi nào tan hết ra là được. À, sôi rồi. Trong lúc mà chờ nước nguội thì mình sẽ chế biến phần chân gà nhé. Chúng ta sẽ đổ hết chân gà vào một cái bát to. Giờ thì mình sẽ thái đôi quất và thái tất cả gia vị nhé. Tớ hiểu rồi. Nhớ là cắt đôi quất chị nha. Sả thì nhớ thái mỏng ra nha. Cho tất cả gia vị vào rồi trộn đều lên đúng không anh? Bắt đầu đã thấy mùi thơm rồi đó. Cuối cùng mình đổ nước sốt đã làm trước đó vào đây. Giờ thì chỉ cần đậy kín rồi bỏ vào tủ lạnh, tối thiểu 5 tiếng là ăn được rồi. 5 tiếng sau. Wow, nhìn ngon quá. Ăn thôi. Hết nước chấm. Giờ em hiểu sao chị lại thích món này rồi. Mình cũng muốn ăn mà. Thôi, cứ ăn trước đã. Sao tay cậu ấy lại bình thường rồi vậy? Tay cậu à, đau quá. Hai người dám lừa tôi đúng không? Em không ăn nữa đâu. Tớ có việc, đi trước đây. Hai người đứng lại cho tôi. Như các bạn nhìn thấy, tôi là một học sinh giỏi chăm chỉ. Tôi đạt được rất nhiều các giải thưởng từ những cuộc thi. Tôi chính là đứa con nhà người ta mà ba mẹ các bạn hay nhắc tới trong những giờ cơm tối. Tuy nhiên, tôi không hoàn hảo như các bạn nghĩ. Vì tôi bị liệt hóa. Những công thức và thí nghiệm hóa đều là ác mộng của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng học ngày học đêm, học không ngừng nghỉ, thì kết quả của tôi vẫn tệ như cũ. Ôi, mệt quá đi. Sao đời sinh ra tao lại còn sinh ra mày về hóa học? Tại mày mà tao không thể trở thành một học sinh giỏi toàn diện. Thật phiền quá. Một lúc sau, không gian bên ngoài bị biến đổi. Mặt trăng phát ra một luồng sáng kỳ dị. Sẽ khiến cậu phải thừa nhận hóa học là một môn học thú vị. Hello. Tránh ra. Biến thái. Trộm. Biến thái, có ai không? Người ta có phải trộm cướp gì đâu mà ra tay nặng thế. Nhìn lên mặt mình đi nhé. Cậu là ai? Tôi là ai à? Nhìn cho kỹ đi. Hóa học. Chuẩn không cần chỉnh. Đúng vậy, ta chính là hóa. Ôi, mặt của tôi. Mày mới vừa trốn trại ra chứ gì? Cút khỏi đây ngay. Ê. Biến thái. Bình tĩnh, để ta giải thích. Để ta giải thích đã. Trình bày thì lên phương. Không. Chuyện gì thế này? Sao một con người lại biến thành quyển sách được? Mình có hoa mắt không? Tội đây. Bỏ cái tay ra. Chuyện này là sao? Cậu là quyển sách hóa? Đúng thế, ta chính là sách hóa học đây. Nhìn lại cho kỹ đi này. Wow, thật kỳ diệu. Tin hẳn chưa? Ta đến đây để giúp cậu học giỏi môn hóa. Sáng hôm sau, chúng ta sẽ học những thứ thuộc về cơ bản nhất. Ok.
Phân tử H2SO4 được tạo ra bởi 3 nguyên tố hóa học và 7 nguyên tử. Này, đừng có đi. Hello. À, đến giờ học rồi. Kiểm tra kìa chúng mày. Các em chuẩn bị kiểm tra hóa 15 phút. Mày đã học gì chưa? Mày học chưa? Cứu tao với Hiền đi. Cái gì? Tao học rồi. May quá, được cứu rồi. Nhưng mà tao không có ý định cho chúng mày chép bài. Hả? Cái gì? Còn lâu tao cho chúng mày chép nha. Quả này lại ăn trứng ngỗng với gà vịt nữa rồi. Đừng lo. Giật cả mình. Sao? Sao cậu lại ở đây? Tất nhiên là tới giúp cậu rồi. Yên tâm đi, không ai nhìn thấy tôi đâu. Hay dù. Hóa ra, ngoài nghèo ra, thì khiến con người dễ đồng cảm với nhau nhất chính là dốt hóa. Rồi, tập trung đi, tớ sẽ hướng dẫn cậu làm bài. Bắt đầu nào. Ngốc quá, câu này sai rồi. Đúng rồi, phải như thế chứ. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Đã hiểu chưa, hả? Đây. Ơ, trứng, đang đói. Ăn cái gì mà ăn. Tôi đổ cậu làm sao cho quả trứng này xuống đây mà không bị nát. Quả trứng? Mà lại cho vào cái chai à? Tất nhiên rồi. Đơn giản. Đốt một mẩu giấy, rồi bỏ vào lọ. Đặt quả trứng lên trên miệng chai. Khi lửa tắt, trứng sẽ bị hút vào trong. Sao nào? Khó thế mà cũng nghĩ ra được á. Good job. Vậy thì bây giờ, nếu tôi cho muối vào trong coca thì phản ứng gì sẽ xảy ra? Khó quá, bỏ qua. Non lắm, nhìn đây này. Thành phần chính của muối natri chloro khi gặp khí CO2 trong coca sẽ gây ra phản ứng. Nhận ra được những điều kỳ diệu của hóa học chưa? Thích chưa? Ơ, người đâu rồi? Đợi đã. Tại sao hóa có rất nhiều điều thú vị như vậy mà cậu lại không thích? Nó quá rắc rối, tớ không thể học được. Đó là do cậu chưa hiểu rõ môn hóa như thế nào thôi. Thật ra thì... Ơ này, cậu phiền phức thế nha. Ui da, đau quá. Con nhỏ này mày. Hả? Tôi xin lỗi à. Cô em, trông xinh đấy. Muốn xin lỗi à? Xin lỗi thì vào đây với anh. Các người bỏ ra. Cậu, giúp tớ với. Nó nói chuyện với ai vậy nhỉ? Trông xinh thế này mà lại bị ngố à? Dẫn nó đi. Chết rồi. Nguyên tắc của mình là không được can thiệp vào. Thôi kệ đi. Tiến hết. Vào đi. Dừng lại. Các người định làm gì cô ấy? Thả cô ấy ra. Cứu tớ với. Cứu tớ. Mày là thằng nào? Ready go. Muốn biết thì phải thắng ta trước đã. Nào, lại đây. Nhào vô. Va nhau cái nào. Này thì va này. Dám thách thức tao à? Nhận này. Không. Đừng. Bỏ cô ấy ra. Bỏ ra. Mày đánh tao á? Con nhóc này. Nguy hiểm. Cẩn thận. Cậu, đừng mà. Có cảnh sát đây, chuồn mau. Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tôi xin cậu đây. Cậu phải học tốt môn hóa nha. Vừa dứt lời, cậu bạn hóa học liền ngất đi trong vòng tay của Hiền. Lúc này, những ký ức chợt hiện về. Cô nhớ lại khoảng thời gian cậu ấy đã ở bên cạnh mình. Tất cả những gì cậu ấy làm cũng chỉ muốn giúp cô học tốt môn hóa mà thôi. Nhưng cô lại không trân trọng điều đấy. Đến giờ đây, khi cô cảm thấy hối hận, thì cậu ấy đã trở lại thành một cuốn sách. Hiền vô cùng buồn bã và nhận ra rằng bản thân cần phải thay đổi để không phụ lòng những cố gắng mà cậu bạn hóa học đã dành cho mình. Thời gian thấm thoát trôi mau. Benzen là chất lỏng không màu, sôi ở 80 độ C. Sao mình lại ngủ quên thế này? Tỉnh táo lên nào.
Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học. Mình đã chuẩn bị trước rồi. Kỳ này có mỗi mình bạn Duy được điểm 10, còn lại các em điểm kém sẽ bị phạt. Cậu học giỏi hóa thật đó, ngưỡng mộ cậu quá đi. Duy ơi, cậu giúp tớ môn hóa đi. Được, được. Cố lên nào. Giờ chỉ việc chép vào là xong. Bỏ ra đừng hỏi bài tao. Đã bảo bỏ ra rồi. Ôi dồi ôi, thầy. Cậu Duy, dám quay bài trong giờ của tôi à? Đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Hết giờ rồi, các em nộp bài đi. Bài kiểm tra lần này em làm rất tốt, cố gắng hơn nữa nhé. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Cuối cùng mình cũng đạt điểm cao môn hóa. Được điểm cao sao mình chẳng vui tẹo nào? Sao lại không vui? À, cậu, sao lại? Tôi nói bạn biết, khi nào vẫn còn người yêu thích môn hóa thì hóa đây mãi mãi bất tử. Cậu trở lại thì tốt quá rồi. Đồ đáng ghét, cậu khiến tớ lo chết đi được. Đứng lại, đừng có chạy. Đến hẹn lại lên. Thu tiền nét hai em ê. Như mọi khi nhé. Ok. Làm sao? Anh ơi, hôm nay bọn em quên mang ví. Anh ghi sổ nốt lần này cho bọn em nha. Lại nợ à? Tôi thuộc lòng mấy cái văn phèn này của các cậu rồi. Nợ có tí mà cũng nói nhiều thế. Anh ơi, anh tin bọn em lần cuối đi mà. Em hứa danh dự, tuần sau em trả nhé. Được rồi, nốt lần này thôi đấy. Lần sau mà không trả, chết với ông đấy. Dạ vâng, anh cứ yên tâm ạ. Giờ tính sao đây hả ông? À, có cách. Đây chứ đâu. Cái gì cơ? Ý ông là sao? Sao ông kém tấm thế? Là xin tiền học thêm, quá lên một chút để chơi. Ừ vậy, mình thật là thông minh quá đi. Ấy, không được đâu. Mẹ tôi mà biết á, là tôi đi đời nhà ma luôn ấy. Không được đâu. Rồi ôi, nhát như ông ấy, còn lâu mới làm được chuyện lớn. Không biết mẹ đâu rồi nhỉ? À, đây rồi. Cố lên nào. Trọng Anh về rồi đấy à con. Mẹ ơi, chuyện là cho con xin tiền đóng học thêm ạ. Bao nhiêu? Dạ 400 ạ. Bao nhiêu? Chết rồi, chẳng lẽ mẹ nghi ngờ. Phải làm sao đây? Trọng Anh, sao con lại nói dối mẹ? Ôi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Im ngay. Mẹ thằng Hiếu vừa mới sang đây chơi. Thôi xong, toàn thật rồi. Mẹ nó nói học phí là 1 triệu cơ mà. Hả? Mau ngồi xuống đây. Từ nay ấy, con không cần phải nói dối mẹ như thế. Dù tiền học phí học thêm có nhiều cỡ nào, mẹ cũng lo được cho con mà. Hiểu chưa con? Dạ. Không ngờ ngày thường thằng Hiệp nó nhát như cái, mà hôm nay chơi lớn thế nhờ. Hey bro, ra đây xem nào. Ê, giờ đi chơi nét không? Làm tí. Ông ấy không biết thương cha thương mẹ gì cả. Ông xin nhiều tiền thế làm gì? Hẳn 1 triệu lận. Liều thì ăn nhiều chứ sao. Nhưng ông làm như thế là không được. Wow, tiền. Nói ít thôi, hôm nay tao bao. Đúng là người có tiền có khác. Giờ nhận ra thì hơi muộn rồi đó. Thôi, huynh đệ chúng ta đi thôi. Chưa bao giờ đẹp hơn hôm nay. Hiệp, Trọng Anh ơi. Ờ, sao cô giáo lại ở đây nhờ? Lại cô nhờ chút việc với. Chúng em chào cô ạ. À. Ừ, mà các em xem giúp cô. Hình như là cô đi lạc rồi thì phải. Cô để em xem cho. Ấy, cô ơi, cô đi quá mất rồi. À, hay là để hai bọn em dẫn cô đi cho đỡ lạc nhé. Hướng này cô ạ. À. Đi, mình đi nào cô. Đến nơi rồi cô ạ. À. Nhưng mà cô ơi, hình như có cái gì đó sai sai. Cái điểm mà cô muốn đến là nhà em ạ? Đúng rồi, cô muốn đến nhà em mà. Nhưng mà nhà em đây á. Mà cô ơi,
cô đến nhà em làm gì đấy ạ? À, cô đến để trả lại tiền học thêm cho các em nè. Chết rồi, mẹ mà biết mình xin dư tiền chắc mình không sống nổi mất. Quả này toàn rồi. Sao cô lại trả lại ạ? Thì do tình hình dịch bệnh kinh tế khó khăn, mà tháng này các em lại chẳng đi học mấy, nên thôi, cô miễn phí cho mấy đứa luôn nha. Khoan đã cô ơi. Cô ơi, cô giải giúp em bài toán này với, khó quá em không làm được. Thấy tao thông minh không? Được rồi đấy, cô đã đánh dấu hết vào rồi đó. À, cô ơi nhìn kìa. Trọng Anh, em sao thế này? Ôi giời ơi, Trọng Anh ơi là Trọng Anh. Con tôi, con làm sao thế này? Ôi không, con trai tôi, bác sĩ ơi, cứu con tôi với. Thiếu nó thì làm sao tôi sống được. Thôi, chị đừng đau buồn nữa. Trọng Anh, tại sao lại như thế? Mọi người làm sao thế? Bác sĩ, có phải con tôi không cứu được nữa không bác sĩ? Ai nói với chị thế? Con chị rất khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường. Thế tại sao lúc nãy bác sĩ lại lắc đầu? Là do tôi bị đau cổ thôi. May quá. Thôi, em nói không sao là tốt rồi. À, nhân tiện đây, em gửi lại chị số tiền học thêm của cháu. Thôi thì, chúc ông may mắn nhé, Trọng Anh. Nhưng mà, sao chỉ có 300? Thì, tiền học chỉ có 300. Em gửi lại chị đúng 300 còn gì. Nhưng thằng Trọng Anh bảo xin tôi 1 triệu cơ mà. Thôi tôi hiểu rồi, cảm ơn cô giáo. Không biết cô giáo đã nói hết với mẹ chưa nhỉ? Chết, mẹ vào. Mình giả bệnh thế này chắc mẹ sẽ tha cho mình thôi. Mẹ cứ ngồi nhìn như thế này đáng sợ quá à. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì con hãy nói thật đi, rồi mẹ sẽ tha cho con. Mẹ nói thật chứ? Mẹ ơi, con chưa tiêu một đồng nào đâu ạ. Con trả lại hết cho mẹ đó. Con trai của mẹ, lần sau đừng làm những điều như thế này nữa nhé. Các bậc phụ huynh bây giờ đúng là biết cách dạy con thật. Còn em, mau đi theo cô.